Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh My Go. Và ngày hôm nay thì Mai đang có mặt ở khu phố của người Nhật, đường Lê Thánh Tôn. Ở đây địa chỉ là 15B-59 Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Và quán này tên là Soba Arimasu, hay là Masu gì mình không rành. Ok, thì cái quán này khoảng 2-3 tuần trước thì mình có ghé đây rồi và ăn trải nghiệm khá là hay ho. Và ngày hôm nay thì Mai quyết định quay trở lại đây và dẫn cô em họ đến để cùng trải nghiệm luôn. Tại vì á, đây là quán chuyên phục vụ cho người Nhật nha. Tuy nhiên á, những cái món ăn ở đây á, nó sẽ có sự kết hợp giữa món ăn người Nhật nhưng mà có hương vị của Việt Nam luôn, rất là đặc biệt. Và cái giá cả ở đây cũng rất là mềm nữa, khá là hợp lý. Cho nên đó là lý do tại sao mới quyết định hôm nay sẽ review cái quán ăn và những cái món ăn ở đây. Trước tiên thì đây sẽ là cái menu nè. Menu ha. Thì ở đây có một cái dinner combo, đó là soft opening combo A 250k, và soft opening combo B 200k. Thật ra thì cái combo này nó sẽ bao gồm những cái món ăn có trong cái menu này, cho nên là để muốn trải nghiệm những cái món ăn ở đây thì mình nên chọn cái combo này. Tại vì nó sẽ bao gồm là cả đồ ăn và nước uống. Combo thì này nó sẽ có rất là nhiều món nha. Đây là món nước mà đã order. Thay vì uống bia soba thì có giá 250k trong combo A, mà mình chọn kombucha trái cây thì chỉ có 200k một cái combo này thôi ha. Đây là của Mai là chanh xả nè. Đó. Rồi bên đây là ổi hồng. Ngon không vậy bạn Huệ? Ngon không? Ngon phải không? Có ngọt nhiều không? Thử lại coi. Dạ em mời. Để em xíu nha, em sẽ ghi. À có ga phải không? Ok. Chắc chị ngồi vào trong này giùm em một xíu được không? Dạ, trải nghiệm thử cái món kombucha chanh xả. Thì cái một lon như vậy nếu mà bán lẻ thì có giá là 50k. Nhưng mà combo này là đã bao gồm đồ ăn và nước uống luôn rồi. Nói chung là nó thơm mùi ổi chanh xả chứ. Thơm mùi chanh xả, rồi nó ngọt ngọt nhẹ và hơi có ga thôi. Chứ nó không có quá ngọt như là nước ngọt bình thường. Uống cái này thì nó sẽ cảm giác như healthy hơn, dễ chịu hơn. Thật ra là hôm trước Mai có chơi một cái game ở trên Facebook á, là bữa đó có ăn ở đây rồi, cho nên là post hình trên Facebook
và chơi cái trò chơi là xem hình đoán giá coi cái set menu, cái set đồ ăn đó là bao nhiêu tiền. Thì sau một vài người đoán là không đúng thì có một anh bạn là đoán đúng là set giá bữa mới ăn á là 250k. Tuy nhiên là ảnh không có đi ăn, chỉ uống cà phê thôi. Phần thưởng là chỉ cần một ly cà phê thôi, cho nên là hôm nay là bạn Huệ đã được hưởng sái. Wow. Lượng hưởng sái, lên đồ hưởng sái đi ăn. Nghĩa là free phone. Đúng rồi, free cho bạn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Được hưởng sái đó, cho nên là bạn ấy được trải nghiệm. À, sắp tới nếu mà Mai có chắc cũng phải chơi vài game nữa, chơi cái trò chơi là xem hình đoán giá để có ai mà may mắn trúng thưởng thì sẽ được đi ăn free. Mai mời đi ăn free quay vlog nha. Đúng rồi, coi vlog và được đi ăn trải nghiệm cùng vlogger thì cũng thích mà phải không? Ta ta ta, đây là ba món snack đầu tiên. Trước khi mình ăn món chính thì mình sẽ ăn món snack này ha. Đây là cái mì soba của người Nhật, mà ở đây là người ta sẽ chiên lên luôn, chiên lên. Rồi đây là khô gà. Khô gà ở đây đặc biệt không có giống như khô gà mình ăn bình thường đâu. Khô gà ở đây là có thêm cái mắt khén ở vùng Tây Bắc. Để em lát mai trải nghiệm coi nó ăn ngon như thế nào. Rồi ở đây là đậu phộng cây. Đó, ba món snack ăn chơi. Rồi trước tiên Mai sẽ trải nghiệm mì soba chiên cho cả nhà xem nha. Đây mình thấy có cái trắng trắng là muối không chị? Dạ. Muối. Đó. Ăn nó giòn giòn thơm thơm, mì soba chiên lên. Đặc biệt là tất cả những cái món ăn ở đây á được quán làm, chỉ có riêng của quán thôi chứ không phải là lấy hàng từ ở đâu về. Cho nên là mình sẽ được trải nghiệm những cái món ăn rất là đặc biệt. Thơm thơm. Rồi đây là khô gà nè. Khô gà có mắt khén. Mắt khén là một cái loại hạt, nó giống như là hạt tiêu á, nó mọc trên cây ha, nó cũng có nó nhỏ nhỏ như hạt tiêu, nó cũng màu xanh. Nhưng mà khi sau đó là mình người ta phải phơi cho nó khô. Đó. Phơi khô rồi xay ra nó thơm. Rồi cái vị thơm của nó thì nó dĩ nhiên là nó sẽ không có giống như là tiêu. Nói chung cái vị thơm của nó rất là mắc kháng. Cho nên không có thể nó diễn tả như sao mà. Nhưng mà nó nồng nồng. Nó nồng nồng, nó có kêu cái vị hơi cay. Đó. Cái mùi nó lạ ha. Thì ở đây là nó sẽ không có nặng và ngọt như là khô gà bình thường ăn đâu. Đây là nó không quá nặng, nó cay, nó thơm, chứ mùi mắt khác. Rồi. Để uống, ăn cái này để uống thử cái kombucha trái cây. Nhẹ nhẹ, thật ra là ăn mấy cái này thì nó uống bia nó sẽ ngon hơn đó. Đậu phộng này là cay và mặn. Cây và mặn. Điều đặc biệt ở quán này nó khá thú vị là sao đó nhỉ? Ở đây á, mình nhìn nó giống như là một cái quầy bar. Thì quầy bar bình thường là mình đến mình sẽ chỉ uống nước thôi, đúng không? Nhưng mà ở đây mình sẽ thấy được là cái anh chị nhân viên ở đây là vừa làm nước, vừa nấu đồ ăn ngay tại chỗ luôn. Và mấy anh chị nhân viên ở đây cũng rất là dễ thương, mình ngồi mình nói chuyện tán gẫu cũng rất là thoải mái. Đó. À, là một bếp nấu đồ ăn này. Trời ơi, vừa bụng. Đó, bếp nấu đồ ăn. Tại hôm nay khách đông quá cho nên. Đây là Miss Jam, một trong những hot girl ở quán. Đây hot boy bên đây. Mr. Long. Giỏi tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Ở
nói chung ở đây thì chuyên phục vụ khách Nhật, nhưng mà khách nước ngoài, nước Tây thì đến ăn cũng được luôn, nhân viên cũng nói được tiếng Anh luôn. Là bộ hình thức mì trung miệng vậy chứ. Dạ em mời, giờ món này là của mình sẽ là Ohitashi ha. Đây là món mì lạnh. Dạ, Ohitashi. 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 Đó, món này thì có mì soba đúng không chị? Dạ, mì soba lạnh ạ. Mì soba lạnh. Rồi ở đây là bắp non, cà bi, chanh. Ở đây là đậu bắp. Đó. Ở trên đây là gì chị nha? Dạ, ở trên đó là một ít bột cá. À, đó là chanh, vỏ chanh nè. Cái đó là chanh. Bên tiếng Nhật thì nó gọi là jizukoso á. Jizukoso. Jizukoso, dạ. Rồi ở đây là bột cá. Dạ, cái này thì jujukoso bên tiếng Nhật, nhưng mà nó là mình làm được từ vỏ chanh. Thì cái màu xanh này á, là mình làm vỏ chanh không? Không cái có gì ha, chị. Dạ, hả? Đúng rồi. Vỏ chanh. Dạ, còn cái này là kết hợp với mua với ớt. Nó sẽ cay chọn dành cho những khách không ớt. Dạ. Còn cái này là sa tê ớt cả. Okay. Dạ. Mình có thể dùng chung với lại món này ha. Dạ, nếu mà những ai thích ăn cay thì mình cho thêm vào. Tên đây là bây giờ Mai sẽ ăn món mì soba lạnh Ohitashi. Nói chung là tại vì combo cho nên là mọi thứ nó sẽ một chút á, để mình có thể trải nghiệm được nhiều món, chứ một món mà quá nhiều thì không còn bụng để ăn những món sau nữa. Đây, đây là mì soba. Đó. Mai thích ăn cái này cho nó. Đây là vỏ chanh. Đó, để vỏ chanh. Đây có vỏ chanh, có ớt nữa ha. Nói chung là mình để vô cho nó có nhiều hương vị, nó thơm thơm đi. Rồi. Đó. Vỏ chanh nó chua chua, nó thơm. Nó rất thơm. Sẽ dùng một cái muỗng mình múc cho nó dễ. Zoom zoom vô đồ ăn tới lên. Đây là một cái trái bắp non. Đây đồ á làm trụng sơ nên nó còn độ giòn và ngọt của trái bắp nè. Đậu bắp. Đậu bắp cũng vậy luôn, trụm rất là sơ qua thôi. Nên là còn giữ được cái dinh dưỡng của món ăn. Thực ra là ăn cái món này nó lạ miệng. Nếu mà ai thích ăn cái món mà nó quá đậm đà, như ngọt mặn nó đậm đà, thì ăn cái này nó sẽ hơi nhạt. Nhưng mà khi mà mình ăn trải nghiệm lần thứ hai mà thì cảm giác mình thích hơn, enjoy hơn. Lúc đầu thì mình sẽ cảm thấy gặp mình. Có miếng chanh này nhưng mà chắc sẽ không ăn miếng chanh được. Nó hơi chua cho nên để trộn trộn vô ăn. Mì soba. Ojita. Ojita ka. Kita nai. Ngon. Thật ra đang đói bụng, mới đi chạy bộ về. Nên là ăn điều cũng thấy ngon, trơn trụi. Ok. Bây giờ còn một miếng nhưng mà mình phải chừa bụng. Tại một lát còn một món mì soba nữa. Thôi nhưng mà thôi ăn hết đi.
bỏ không ổn quá. Lâu lâu đi ăn cơm bồ cho nên phải ráng phành bụng ăn. Mình thích cái mùi của vỏ chanh. Nó thơm, chua chua thơm thơm. Khi mà bỏ vỏ chanh rồi thì nhớ rồi là cẩn thận củi lửa, mình đừng ăn như cái này nữa, nó rất là chua, mình sẽ để ra ngoài. Nói chung là cũng hết rồi cả nhà ơi. Hết rồi. Ok, đây là món house salad và mèo vạc barbecue. Đầu tiên là cái salad này sẽ có salad ha, rau rau mùi nè, cà bi, và đặc biệt là cái sốt này nè. Cái sốt này là từ rau củ và có một cái loại mắm cá cơm ở trong đây, mắm cá cơm nha cả nhà. Đó, rất là đặc biệt. Và đây là mèo vạc barbecue. Thì ở ngoài đây ở bên trong nó là cải cây hay còn gọi là cải mèo, rồi ở ngoài là thịt heo và được nướng. Thì ở đây là quán sẽ rắc lên một cái loại là ớt bột, bột mắc khén đó. Và đó, rồi ở đây là một cái loại chẩm chéo của vùng Tây Bắc, Điện Biên, Sơn La, rất là nổi tiếng chẩm chéo đó. Rồi vì sao gọi là chẩm chéo? Chẩm chéo này là nó sẽ được kết hợp rất là nhiều loại gia vị nha. Đầu tiên là sẽ có sả cây nè, ớt, mà ớt phải ớt tươi, một là phơi lên, hai hoặc là nướng. Sau đó là sẽ có thêm các loại rau mùi như là rau thơm, ngò rí, rồi cái loại đặc biệt là phải có cái loại rau húng lủi, lá húng lủi đó, rồi ngò gai đó, tất cả những cái đó đâm ra trộn lên thì nó sẽ ra một cái loại chẩm chéo như thế này. Chẩm chéo là cái món ăn của người Thái đen ở khu vực Điện Biên, Sơn La, nhưng mà đó rất là ngon. Chẩm là chấm, mà chéo là cái loại đồ nó thơm, gọi là đồ thơm đó, gừng sả, gai, húng lụi đó. Rồi bây giờ Mai sẽ bắt đầu thưởng thức mèo vạc barbecue này nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ kéo nó ra ăn cho nó dễ. Đúng rồi, cái đây là chẩm chéo. Rất là thơm, thơm mùi sả, gừng sả rồi. Rồi mình sẽ chấm cái này. Bình thường mình sẽ có thể là order cái barbecue này có thể là ba viên thịt hoặc là 5 viên. Hôm nay là quay cho nên là mình sẽ lấy 5 viên ăn cho nó hoành tráng lên. Rồi vô nha cả nhà. Nghe nó sẽ có cái mùi mặn mặn chua và hơi nồng của chẩm chéo rồi, hoàn toàn là không có vị ngọt nha. Nếu mà như bình thường thì ăn barbecue này nọ, ăn muối tiêu chanh hoặc là tương ớt nữa thì cái vị thì nó khác hoàn toàn. Đây là cái món ăn của vùng Tây Bắc, đây là một cái tấp hồn với lại món món Nhật á, cho nên là nó sẽ không có giống như cái loại barbecue mà mình từng ăn ở khu vực phía Nam này. Cái vị cay nồng, cái chẩm chéo rất là nhiều gia vị nó hòa quyện vô mình ăn với lại cái thịt này. Thực ra cái món này á mình ăn là để trải nghiệm cái ẩm thực của vùng Tây Bắc nha. Mình đừng đòi hỏi là nó sẽ phải cái hương vị nó sẽ giống như cái barbecue của miền Nam. Rồi tạm đem cái này qua một bên. Rồi sẽ thưởng thức cái món house salad này. Đặc biệt ở đây là
Cái sốt này là từ mắm cá cơm và rau củ nó xay ra trộn lên. Rồi bây giờ mình ăn chầm có cái cẩm chéo rồi đó, nó cay cay nồng nồng. Cái sốt này nhưng hoàn toàn nếu mà người làm không nói mình sẽ hoàn toàn không biết là có cái mắm cá thơm, hoàn toàn không có mùi mắm này cả nhà. Nó thơm thơm, mùi rau củ có vị mặn vị ngọt của cá nhưng mà mình sẽ không biết được là nó từ mắm cá đâu. Là cái này không phải là ai cũng thích ăn, ai mà muốn trải nghiệm cái ẩm thực Tây Bắc cái lạnh lạ thì mình dùng thử. Chứ là nếu mà nói về nó phù hợp khẩu vị như bình thường mình ăn thì nó sẽ không có phù hợp, nhưng mà ở đây là cái ẩm thực người ta làm khá là công phu, đặc biệt là cái chẩm chéo này làm khá là công phu nha. Cái sốt này cũng rất là đặc biệt. Dạ, cái món này thì tiếng Việt mình gọi là mì soba nhúng, nhưng mà tiếng Nhật nó là butaniku chike soba. Dạ, thì cái mì này sẽ được làm lạnh, tuy nhiên cái nước sốt của mình sẽ là nóng, cho nên mình sẽ dùng cái sợi mì này mình nhúng vào bên trong cái súp này. Tại vì nó hơi bị đậm vị, nó sẽ mặn ngọt và hơi cay một tí xíu, cho nên là tùy khẩu vị của khách dùng thì mình sẽ nhúng sâu hay là nhúng nhạt. Nhúng cạn thì nó sẽ nhạt hơn một xíu. Ở bên trong cái súp này thì nó sẽ có giá hẹ và nấm. Dạ, rồi có thịt ba chỉ mình sắc sợi, đó gọi là cha siêu. Cha siêu tụi em đã ngâm qua rồi và sắc chỉ, sợi chỉ. Dạ. Để trong góc kết hợp với trứng ngâm ajitama. Dạ. Trứng này trứng ngâm mà gì chứ không phải luộc hả? Dạ, ngâm, mình luộc xong rồi mình ngâm qua. Dạ, mình dùng kèm với lại bó xôi thì cái rau này nó rất là nổi và được người Nhật rất là ưa chuộng, đó là horenso. Dạ. Có một loại ớt ở trong đó, ớt xanh taro. Dạ, ở trong đó là sử dụng hành baro lá và hành cà trọng. Dạ, cũng dùng nhiều yukoso là vỏ chanh nhưng mà sử dụng với vỏ chanh không cay. Dạ. Em mời chị. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ Mai sẽ bắt đầu ăn món mì soba nhúng nha cả nhà. À đó, rồi. Bây giờ mình sẽ ăn như thế nào? Mình sẽ ăn gắp một cái sợi mì, một miếng mì bên đây ha. Ở đây là có hành taro hay hành tarot em? Hành baro. Ở đây có hành baro, đó, hành baro. Cứ nhầm hoài. Đấy, đó. Rồi, mình sẽ nhúng qua trong đây. Đó. Trong đây là có mè nè. Thịt ba chỉ, giá, hẹ, hành phi. Rất là thơm luôn. Cái vị này Mai chắc chắn là mọi người sẽ thích. Tại sao nó mặn, nó ngọt. Nhưng mà đặc biệt á, đặc biệt của cái món này á là cái mì soba của Nhật đúng không? Nhưng mà cái nước súp nè, nước súp dùng này nè, nó có sự kết hợp của nước mắm của Việt Nam. Đó. Đó là cái điều đặc biệt ở đây. Đó, thịt ba chỉ, hẹ giá luôn nè. Giá hẹ vô. Thật ra trong cái combo này thì Mai anh thích được cái món này. Ăn nó vừa cái khẩu vị của người Việt Nam nhưng mà nó là một cái món mì của Nhật. Một cái mì của Nhật nha, nhưng mà cái súp là làm như là cái hương vị của người Việt Nam. Ăn rất là thơm ngon. Thơm là thơm của cái nói chung là nó hòa quyện rất là nhiều thứ, giá, hẹ, mè. Đó, rồi nước mắm, thơm của mùi thịt heo, ba chỉ á. Rất là ngon. Thịt đã quá xôi. Ừ,
mình sẽ làm nửa cái trứng ngâm để vô. Đó, nướng vô. Nửa cái trứng ngâm. Cảm miếng bà chỉ lên nha. Tê tái, ngon. Bứt ướt. Nói chung đây là cái món mì sô bà là kết thúc món ăn, kết thúc những chuỗi món ăn trong đây nha cả nhà. Ăn xong thì sẽ được uống trà. Nhà vì trong cái súp này có một điều đặc biệt, tức là bên em thì sếp muốn kết hợp văn hóa giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, cho nên cái súp này sử dụng là tất cả những món ăn của mình đều kết hợp từ nguyên liệu ở hoàn toàn ở Việt Nam mình. Và đặc biệt trong súp này có sử dụng một loại mắm là mắm Mami. Thì cái loại mắm này thực sự là nó đang phát triển ở thị trường nước ngoài. Hiện tại ở Việt Nam mình thì đang bắt đầu, chứ chưa có trên thị trường Việt Nam ha. Và cái sản phẩm này nó là một cái loại nước mắm bán chạy nhất trên Amazon. Đúng rồi, em có nghe nói là ở đây nước mắm Mami này bán nổi tiếng trên Amazon lắm nè. Mà ở Mỹ sắp tới là Canada đúng không? Dạ, Mỹ Canada sắp tới thì sẽ được xuất khẩu qua bên Nhật Bản nha. Có sự kết hợp, mình liên kết. Cho nên là trong cái súp này hoàn toàn có nguyên liệu chính của mình là nước mắm Mami. Đây là nước mắm truyền thống luôn phải không chị? Dạ, nước mắm là truyền thống hả? Bộ đảo nhà. Chai nước mắm nhìn sang chảnh không cả nhà? Nhìn như chai rượu á. Nước mắm. Thì em giới thiệu với các chị là ở đây là chiến súp sô bà ha. Thì trong đó là nó gồm có nước và nước sôi và bột sô bà. Bột sô bà. Bên cạnh đó là nó còn có cả bột cá của mình nữa. Thì chén súp này á, là nó có công dụng là có rất là nhiều gluten và nó có rất là tốt cho sức khỏe và chống lão hóa. Thì cái nước súp này á, khi mà mình ăn á, thì mình sẽ quậy lên thì ở trong đó có bột sô bà. Thì theo như khẩu vị thì tất cả mọi người đều ăn thì cảm thấy rất là nhạt, tại vì đó là bột nguyên chất. Đó là bột nguyên chất nên là sẽ rất nhạt. Nên là mình sẽ dùng cái nước của cái súp mà chén súp nóng vừa rồi mình ăn, thì mình sẽ cho một muỗng hoặc hai muỗng tùy vào độ mặn của mình muốn. Rồi, một thì, muỗng. Dạ. Mình chỉ có một nước thôi được. Nước thôi ha. Dạ đúng rồi. Thì tại vì cái này là mình đang gọi là, thay vì trong người Hàn Quốc thì người ta có súp miso, mình ăn hết mọi thứ thì có súp miso cuối cùng. Thì bên Nhật Bản thì người ta sẽ có một chén súp như thế này, để mình ăn là mình tùy thuộc vào vị mặn như thế nào. Dạ rồi, thì mình đi vòng một xíu về tiểu sử của chỗ quán của em ha. Khoan, để chị trải nghiệm cái này cái. Dạ, okay. Nó rất là ngọt cái nha. Nó không phải là ngọt của đường. Nó có vị ngọt ngọt, thơm thơm. Ủa, Stuba, mè đổ bên đây nè. Mình cái sốt này không? Mình chan qua đây ăn rất là thơm. Nóng sốt rất ngon. Ôi, hơi bị đã luôn á. Dạ, cái này là tại vì bột là bột sô bà nguyên chất, nên là các chị em phụ nữ mà ăn nó sẽ rất là tốt cho da. Chị rất là thích luôn á. Nó thơm. Dạ đúng rồi, nó rất là tốt cho da. Húp hơi bị đã. Giống như ai mà đang cảm hay gì húp cái này vô. Dạ, đúng, dạ, đúng rồi. Thì cái này là như là một cái gọi là nguyên khí của Hà Giang. Rất là ngon luôn cả nhà. Quán của em là sếp người Nhật qua bên đây là từ hồi năm 2013. Thì sếp qua bên Việt Nam thì bắt đầu năm 2014 thì sếp mới bắt đầu thành lập công ty. Và sếp là người đầu tiên lên Hà Giang và tìm được hoa tam giác mạch. Thì hoa tam giác mạch thì nó sẽ có một cái loại hạt, đó là hạt tam giác mạch, thì người Nhật thường gọi là soba, hạt soba. Thì tất cả những món từ nãy giờ mình ăn, thì từ mì đến súp của các chị từ nãy giờ mình ăn, thì đều là tụi em xay hộp thành bột soba và tụi em làm mì. Tất cả mọi thứ là đều bằng thủ công. Rồi, thì sếp có một mong muốn khi mà đến Việt Nam là có thể tìm được những món đặc biệt của từng vùng miền. Thì ước muốn của sếp là gồm có 63 tỉnh thành Việt Nam và 47 tỉnh của Nhật Bản, thì là 110. Thì những mỗi tỉnh đều có một món riêng để có thể hoàn thành được cái ước mơ của sếp để về những cái đó. Là người ta, sếp muốn truyền tải tất cả mọi thông điệp đến những người mà đến ăn ở quán của sếp. Dạ, yeah, ok. Như là sếp của em là người rất là đam mê ẩm thực đúng không? Dạ đúng rồi.
thì sếp là một người phải nói là rất là rành rọt về mấy cái đồ ăn, nên là dạ đúng rồi, nên là khi mà sếp qua đây là có một sự trải nghiệm về đồ ăn Việt Nam và một cách nhìn về Việt Nam rất là khác. Hầu như là trải nghiệm của sếp hoàn toàn là như là người Việt Nam luôn, khi mà người Việt nhìn vào người Việt còn không tưởng ông là người Nhật, cứ nghĩ là người Việt thôi. Đúng rồi, chắc là sếp em là thưởng thức cái ẩm thực Việt Nam rất là thích. Dạ đúng rồi, trời á, dạ. Nên người ta nhìn nó không có nghĩ là người nước ngoài. Dạ đúng rồi, đúng rồi, tại vì lúc trước là sếp em có ở Mỹ 7 năm, nên là cũng đã có một sự giao thoa với nền văn hóa Đông Tây. Đúng rồi, nên là đến bây giờ thì ở Việt Nam thì sếp cũng đã có một cái trải nghiệm rõ ràng, nên là kiểu cũng có rất là nhiều món sếp tự tay làm, và những cái món này là công thức đặc biệt. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chị trải nghiệm thấy là nó không phải là quá cầu kỳ, nhưng mà nó cũng có sự chăm chút tỉ mỉ và nghiên cứu để kết hợp cái gia vị nó với nhau, dạ, tạo nên một cái ẩm thực của quán mà nó rất là đặc trưng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ rồi, món cuối cùng trong combo của mình là trà nóng ha. Đây là hồng trà. Thì hồng trà là từ trà sen tiết cổ thụ 600 năm tuổi ở Hà Giang. Dạ. Dạ rồi. Hồng trà như cái nhà. Trà sen tuyết cổ thụ. Dạ đúng rồi. 600 năm phải không? Dạ, 600 năm tuổi. Ừ. Uống này vô có trường hậu. Quá dữ. Nghe 600 năm mà không dám uống rồi. Chỉ muốn ngửi. Không đỡ uống. Mai là 600 năm có nhiều người mệt mỏi lắm mà. Mình uống nó cũng có một phần giúp cho tốt cho sức khỏe. Nó thanh đạm. Nhà mình có ai thích uống trà không ạ? Nói chung là ăn uống nãy giờ thịt thà, rau củ rồi à. Cuối cùng mình sẽ chốt lại bằng một ly trà, một tách trà như thế này. Tách trà sang tuyết 600 năm tuổi uống trường thọ. Vô nè. Gì không? Nói chung là nó nhẹ nhẹ, thơm thơm. Ok, ly trà này đã kết thúc chương trình ăn uống ngày thứ 6. Nói chung là cũng khá là ngập mặt đó cả nhà. Và người bạn đồng hành của Mai là bây giờ là hớp bụng thôi đó. Nên là mới thấy là cái combo này 200k nó rất là hợp lý cả nhà. Nếu mà cả nhà ngày hôm nào đó mà mình cảm thấy mình buồn buồn, mình không biết ăn cái gì, mình có thể 200, tại vì mình uống là kombucha, còn nếu mình uống bia thì sẽ là 200. Lúc đầu là mình gọi lại thì nó là chỉ khác nhau cái loại nước mà, cho nên là chỉ có 200 thôi. Đó. Rồi đây là một cái trải nghiệm mà vừa kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản nha cả nhà, cũng khá là lạ miệng. Rồi nói chung là ngon đó. Ở đây thì thích nhất là cái món mì của bà nhúng nha, tại vì cái nước sốt của nó, cái nước dùng của nó quá là đậm đà và ngon đi. Nói chung là khẩu vị nó rất là vừa khẩu vị của người Việt Nam mình. Còn những cái món trước đó thì mình sẽ trải nghiệm cái ẩm thực của vùng Tây Bắc đó. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay. Nhớ nhấn like, subscribe kênh Michael để theo dõi những video tiếp theo của Mai nha. Và Mai sẽ gọi là tính toán để có những cái game, có những cái game để mà cho những cái người khán giả đã theo dõi những cái video của Mai có cơ hội sẽ được gặp Mai đi trải nghiệm trong những cái video tiếp theo. Cả nhà nhớ nhấn like, subscribe cũng như là theo dõi cái kênh Facebook của Mai, cũng có thể là gõ Mai Go hoặc là Clip Mai sẽ ra ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại.